Gặp Anu. Hôm nay anh ấy đi thăm bảo tàng cơ thể người ở Hà Lan. Và nhìn kia, đây là mảnh da người đầu tiên được tạo ra bằng công nghệ sinh học đó. Vào năm 2011, các nhà khoa học Hà Lan đã tạo ra loài dê có sữa giống như tơ nhện. Và rồi họ biến thứ đó thành da người. Loại da này mạnh gấp 15 lần thép. Và nó có thể ngăn được loại đạn đường kính 5,56. Nghiên cứu đã ngừng rồi. Thế nhưng lỡ đâu họ vẫn bí mật thử nghiệm thì sao? Xin chúc mừng, Anu. Anh vừa đăng ký tình nguyện thử nghiệm dự án da chống đạn đấy. Wow, vẫn còn sống sao, siêu nhân. Vậy là thí nghiệm thành công rồi. Này Ani, mấy người này trông có vẻ khá hài lòng đấy. Nhưng họ vẫn muốn tăng độ khó lên. Súng phóng lựu có thể phóng ra một quả lựu đạn đi với vận tốc 120m/giây. Và nó có thể xuyên qua khiên thép dày 50cm. Giờ chúng ta cần thứ gì đó nghiêm túc hơn. Ví dụ như lớp da làm từ foren. Đây là loại vật liệu mạnh nhất theo nghiên cứu. Một dạng thù hình của carbon. Và nó mạnh gấp 200 lần loại thép mạnh nhất. Chúc mừng nhé, Ani. Làn da foren của anh có thể chịu được quả tên lửa đó đấy. Mà tất nhiên, não của anh thì không như thế. Sóng xung kích đã biến nó thành cục thạch nhão nhét rồi. Nhưng may thay, anh đang ở phòng thí nghiệm siêu bí mật. Đúng rồi đó, Anu, thời cơ đến rồi, trốn đi. Dù sao thì, vũ khí tự động chẳng làm hại anh được. Thật ra thì, anh không thể bị bóp cổ hay bị xe tông cũng chẳng hề hấn gì. Nhưng sức mạnh đó, Ani, cú đấm yếu ớt đó, chẳng khác đi đâu được. Dù sao thì, theo tôi quan sát, thần kinh của anh như thép rồi đấy. Và vấn đề là, Anu, giờ anh phải trốn chui trốn lủi suốt quãng đời còn lại để không ai phát hiện ra bộ da siêu phàm của anh. Chờ đã, sao chứ? Hiểu rồi, Ani, anh làm vậy để câu like. Chà, anh thích là được. Dù sao thì, hãy cẩn thận rằng sự lưu đòn đó không đem đến rắc rối cho anh. Ngay cả siêu nhân cũng có điểm yếu mà. Anh thật sự nghĩ rằng không loại vũ khí nào có thể xuyên qua làn da đâu. Bác sĩ Joe có một loại công thức đặc biệt có thể làm giảm bất kỳ cơn đau nào. Những anh chàng tóc đỏ như anh lại cần nhiều thuốc gây tê hơn người thường. Vì loại gen này làm cho tóc anh có màu đỏ đấy. Cơ thể con người được cấu tạo nên từ một số lượng lớn tế bào nhằm giúp chúng tương tác với nhau. Màng tế bào đã sản sinh ra một loại protein tên là kênh ion. Kênh ion hoạt động giống như một cánh cổng cảm ứng vậy. Nhờ có chúng mà ta cảm thấy nóng hoặc lạnh, ngửi được mùi và nếm được vị, cũng như cảm thấy đau. Anh có thể ăn số lượng lớn sô-cô-la. Anu, khoa học đã chứng minh rằng sô-cô-la có thể gây đau đầu. Có lẽ thế này Anu, khuyết điểm này hợp với anh đấy. Tại vì anh sẽ không bao giờ cảm thấy đau khi tôi giáng một đòn vào anh nữa. Nhưng đừng mừng vội, anh bạn à, trái tim cũng biết đau đấy. Nên cứ từ từ. Ví dụ như tình đơn phương này, những người đã bán hết Bitcoin vào năm 2015 cũng đã nếm nỗi đau tương tự đấy. Ani, anh bạn à, cứ vui lên đi. Anh không cảm thấy đau và điều đó có thể giúp anh tự tin khoe cá tính. Anh có thể gắn một viên kim cương lên trán, giống như anh chàng rapper nổi tiếng Lil Uzi Vert. Cũng sẽ có vài người trên thế giới này không cảm nhận được sự đau. Đây là kết quả của việc gen SCN9A bị khiếm khuyết. Những người này có thể phân biệt sự nóng và lạnh, có được xúc cảm, nhưng tín hiệu về sự đau lại không được truyền đến. Anu, anh đã sẵn sàng đánh tươi bời bạn trai của ta gai vì hôn nhau à? Hãy nhớ nhé, Anu, không cảm thấy đau không đồng nghĩa với việc anh bất tử. Bộ não hoạt động tốt hơn khi nhận được nhiều chất dinh dưỡng. Có thể xảy ra khi tuần hoàn máu nhanh hơn. Một liều adrenaline sẽ tăng nhịp tim lên 220 nhịp mỗi phút. Và tách cà phê 500ml sẽ cung cấp 350 nhịp. Giờ hãy xem bọn mình đã nuôi dưỡng đủ bộ não anh bạn chưa. Chà, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu khiến tim anh ấy co bóp 300.000 lần một giây? Máu sẽ chạy qua các tĩnh mạch chủ nhanh hơn 20 lần so với tốc độ âm thanh. Rõ ràng tất cả các tĩnh mạch và mạch máu sẽ vỡ ra ngay lập tức. Và trái tim của anh thậm chí sẽ không thể co lại lần thứ hai. Vậy nên bọn mình cần nâng cấp. Bọn mình sẽ thay thế trái tim anh ấy bằng động cơ và làm cho máu nhớt hơn. Bây giờ là câu chuyện hoàn toàn khác. Ở dạng này anh là siêu nhân.
Tất cả các quá trình trong cơ thể được tăng tốc hàng nghìn lần. Đây sẽ là khoảng thời gian làm việc hiệu quả nhất trong cuộc đời anh. Với bộ não như vậy, anh có thể tạo ra công ty thành công hơn Google, hoặc cải tiến lý thuyết về lực hấp dẫn của Einstein, thúc đẩy nhân loại trong 100 năm tới. Nhưng do quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh chóng, anh sẽ phải dành toàn bộ thời gian để đi vệ sinh. Nhưng đừng lo lắng, không tồn tại lâu đâu. Cơ thể anh chỉ chịu đựng được tối đa 2 giờ căng thẳng như vậy và sau đó... Bam! Oh Ano, quên làm bài kiểm tra rồi. Ano! Tôi vừa phát minh một cỗ máy giúp chúng ta tàng hình trong 24 giờ. Có 3 cách khả thi để tàng hình. Đầu tiên là trở nên trong suốt tuyệt đối. Khá buồn là chúng ta không làm được. Thứ hai là ngụy trang. Khi những tia sáng phát ra từ vật thể hòa lẫn với những tia sáng mà chúng ta sẽ nhìn thấy trong sự vắng mặt của vật thể. Đây chính là cách cỗ máy của tôi vận hành. Và cách thứ ba cũng là cách cuối cùng. Là khi một vật được đặt vào trong siêu vật liệu, nó giống như một chiếc mũ vô hình, sẽ thay đổi đường đi của ánh sáng, khiến chúng dường như không thay đổi. Bây giờ chúng ta sẽ thử với một chiếc pizza. Nếu thành công, anh sẽ được ăn mảnh mà không phải chia sẻ với bạn bè. Được rồi, tôi sẽ bắt đầu bước 1. Anh có biết, việc tàng hình 3 chiều thành công lần đầu tiên được thực hiện bởi một nhóm nghiên cứu từ Đại học California, Berkeley vào năm 2008 không? Họ tạo ra một lưới các sợi nhỏ màu bạc, không phản xạ hoặc hấp thụ tia sáng. Kết quả là, mắt chỉ nhìn thấy ánh sáng từ các vật phía sau vật thể được ngụy trang. Giờ là bước thứ 2, đừng di chuyển, Ano. Chờ đã, anh làm gì? Ôi, anh đúng là ngu ngốc. Chả lẽ tôi lại đánh vào đầu anh? Nhưng bực mình là tôi lại không biết anh đang ở đâu. Đội mũ lên đi để tôi nhìn thấy anh. Rồi, anh có 24 giờ, anh dự định làm những gì? Làm gì có ai nghi ngờ nơi anh đến đầu tiên là chỗ nào chứ? Nếu cỗ máy của tôi hoạt động theo nguyên tắc vô hình, khéo anh đã bị mù rồi. Bởi vì chiết xuất của cơ thể tàng hình sẽ bằng với của không khí. Các thấu kính trong mắt anh sẽ mất khả năng bức xạ và hội tụ tia sáng trên võng mạc. Bản thân võng mạc cũng không thể hấp thụ được tia sáng bằng tế bào que và tế bào nón, bởi vì sự vô hình của chính nó. Nhưng theo như tôi thấy, thị lực của anh có vẻ ổn. Nước miếng chảy ròng ròng rồi kìa. Rồi, giờ thì team phòng gym đã đóng cửa. Chúng ta làm gì nữa đây? Anh còn 18 tiếng nữa. Ý tôi là làm việc gì to tát hơn đi chứ? Anh đúng là tiểu nhân cơ hội. Ví dụ như tiết lộ những bí mật động trời và làm những việc đáng kinh ngạc. Thậm chí anh có thể đi vào vùng 51. À đúng rồi, nó nằm ở bang khác. Anh có ý tưởng nào không? Anh dự định ăn trộm hay sao? Đó là việc xấu. Dù là làm gì, anh cũng cần lên kế hoạch. Tất nhiên, nhờ khả năng tàng hình, anh có thể ở lại đó sau giờ đóng cửa. Nhưng rồi anh cần phải vượt qua cửa bảo vệ. Xung quanh viên kim cương còn có cả hàng rào tia laser. Anh có chắc mình sẽ lộn nhào 3 vòng, trộm viên kim cương và rời khỏi viện bảo tàng. Trên chiếc xe sẽ chở những cổ vật mới cho buổi triển lãm vào lúc 2 giờ sáng được không? Kể cả có vậy thì ý tưởng đó cũng rất tồi. Một tiếng nữa bảo tàng sẽ đóng cửa. Anh mau trốn vào góc và chờ đi. Nhớ bỏ mũ ra, đồ ngốc. Sẵn sàng đi Ano. Điều quan trọng tất nhiên là không để bị phát hiện. Ano, tới lúc rồi. Trời ạ, có mỗi việc lộn nhào 3 vòng thôi mà anh cũng làm hỏng bét hết cả. Giờ thì anh phải vắt chân lên mà chạy đi Ano. Lối thoát ở ngay góc đằng kia. Nhanh lên Ano, anh sẽ làm được. Ôi không, hình như anh đã ăn trộm phiên bản nhái bằng thủy tinh của viên kim cương. Trời, đúng là trong cây rủi có cây xui. Nhưng đúng là viên kim cương xịn phải được đặt trong két sắt thì mới hợp logic. Giờ anh sẽ không bao giờ có được tình yêu của ta gái xinh đẹp. Tiếc là anh sẽ chỉ vô hình trong khoảng 1 giờ nữa. Nên chúc anh trốn thoát. Tạm biệt Ano. Tại hội nghị này, Elon Musk
sẽ trình diễn quá trình cài đặt một vi mạch tiên tiến vào não của những chú khỉ nhỏ dễ thương này. Và sắp tới là vào não người. Ano, đừng trêu các loài linh trưởng bằng chìa khóa của anh nữa. Thấy chưa? Hay lắm. Anh đáng bị như thế đấy anh bạn. Tôi không hiểu vì sao Elon có thể mời một kẻ ngốc như vậy đến hội nghị của mình. Theo quan điểm khoa học, Neuralink là một thiết bị khá đơn giản. Nó là một tập hợp các điện cực truyền các xung điện từ tế bào thần kinh trong não tới máy tính. Nhưng từ quan điểm kỹ thuật, nó là một thiết bị cực kỳ phức tạp. Hãy tưởng tượng rằng não bộ là một quả cầu lớn với những sợi dây cực kỳ rối rắm. Và bạn cần phải kết nối rất cẩn thận với nó mà không làm hỏng bất cứ thứ gì. Ano, nhanh lên! Trả tiền đậu xe đi, nếu không một chiếc xe tải sẽ kéo xe của anh đi đấy. Chúng ta cần lấy chìa khóa từ lũ tinh tinh càng sớm càng tốt. Với giá đậu xe như thế này, anh sẽ phải sống bằng ramen ở cửa hàng đồng giá cho đến cuối tháng đấy. Anh sẽ gặp may hơn khi mặc bộ đồ khí vào. Tin tôi đi. Tôi biết nó có mùi kinh lắm, nhưng chỉ 5 phút thôi. Nhắc lại một lần nữa, anh có thể làm được. Này tên ngốc, anh đưa Ano đi đâu vậy? Chỉ tôi mới được phép thử nghiệm trên anh ấy thôi. Elon, xin hãy nhẹ nhàng với Ano. Nhưng thực sự tôi đang nói chuyện với ai đây? Tôi chỉ là một giọng nói trong đầu của tên ngốc này. Bộ não của Ano gần bằng kích thước của một loài linh trưởng. Và phiên bản chip này sẽ hoàn toàn phù hợp với anh ấy. Nhờ Neuralink và Wi-Fi, Ano giờ đây có thể giao tiếp với các chủ sở hữu khác của thiết bị này thông qua sức mạnh của suy nghĩ. Anh ấy cũng được hưởng lợi từ sự gia tăng đáng kể tốc độ tương tác với Internet. Ano, cố lên, tập trung, anh có thể làm được. Tải xuống ngôn ngữ ký hiệu khỉ từ Internet. Ano, tôi chẳng nghi ngờ việc anh sẽ thành công. Nhưng tôi không nghĩ rằng anh sẽ kéo dài nó ra cả ngày. Tôi đã nghĩ rằng anh ngốc đến mức ngay cả chip Neuralink cũng không thể giúp được. Nhưng anh lại quên bật nó lên, đồ ngớ ngẩn. Có gì mà tuyệt vời hơn việc đi dạo mùa hè trong công viên chứ? Chúng mình không chọn được vận mệnh, vận mệnh chọn chúng mình. Cẩn thận đó Annie. Wow, ai lại đi đổ rác thải phóng xạ ở đây thế này? Này Ano, giờ cậu có thể thành siêu anh hùng rồi đó. Cậu có biết ban đầu Wolverine trong đội Marvel được gọi là Best The Man không? Nếu trong trường hợp này, cậu là Beast Skunk Peckerman. Tuyệt đấy, lần đầu tiên trong lịch sử mà một siêu anh hùng lại có đến 3 loại siêu năng lực. Nhưng cậu không phải là người duy nhất có siêu năng lực đâu Annie. Ví dụ như thần kiếm ở Nhật, Isamachi có thể cắt mảnh đạn đang lao đến với tốc độ 320 km/h đấy. Hay như Slavisa Pykic đến từ Serbi có thể chịu được dòng điện 20.000V. Và anh ấy có thể nấu chín đồ ăn bằng cách cho dòng điện chạy qua cơ thể. Wim Hof đến từ Netherlands có thể chịu được nhiệt độ dưới 0 độ C trong hàng tiếng đồng hồ. Và anh ấy còn trèo núi Everest bằng chân trần luôn cơ. Còn cậu thì sao Ano? Wow, chúc mừng nha. Mình thấy cậu có khả năng đập móng tay bằng xương sọ, xây đập, thậm chí nuôi cả siêu bọ chét trên người cơ đấy. Nhưng nghiêm túc thì, nếu cậu nghĩ siêu năng lực của mình là lố bịch, xem thử lại truyện tranh DC về Dog Welder xem. Anh ấy có sức mạnh liên kết đàn chó thành kẻ thù của mình. Và Zeges trong X-Men, sau những đêm rượu chè bê bết, thì anh ấy đã phát hiện ra mình có năng lực nôn ra acid. Cậu có biết mạng lưới của Batman trị giá 98 triệu đô không? Có vẻ như việc làm siêu anh hùng sẽ có lợi trong việc kinh doanh. Và bản truyện siêu nhân đầu tiên được bán đấu giá với giá 3,5 triệu đô đấy. Và theo như đánh giá số lượt tìm kiếm trên Google, người nhện giờ còn nổi tiếng hơn cả Tổng thống Mỹ đấy. Ano, mình biết điều này rất tuyệt, nhưng sự thật bất biến rằng công việc chính của siêu anh hùng không phải là đón nhận hào quang, mà để chiến đấu bảo vệ cái tốt. Này các cậu, thế giới đang gặp nguy đấy. Không có cậu, thế giới này sẽ bị hủy diệt mất. Được rồi, đừng trách mình không nhắc cậu.
Anu, đúng là anh mà. Vâng, hôm nay chắc chắn không phải là ngày của anh. Anh trông không ổn lắm. Nhưng rất đáng, anh ấy đã khiến nhiều người thấy vui. Chờ đã, anh đang hôn mê ư? Nhìn anh, tưởng như anh đã chết, nhưng bên trong thì vẫn còn sống. Trong khi hôn mê, anh không thể phản ứng với các kích thích bên ngoài. Vì thế, anh sẽ là fan K-pop đỉnh nhất. Và có thể nghe đi nghe lại một bài hát trong nhiều năm. Con người có thể hôn mê từ vài ngày đến hàng chục năm. Edut Obara hôn mê ở tuổi 16 và trải qua 42 năm như vậy. Theo lời kể của bệnh nhân, trong thời gian hôn mê, họ cảm thấy như một loại vật chất nào đó. Họ lang thang dọc theo hành lang dài và ẩm thấp, mê cung, đi qua các cơ chế phức tạp. Mức độ hôn mê được xác định bằng thang điểm hôn mê Glasgow. Trong đó 15 điểm là ý thức rõ ràng và 3 điểm là bại não. Anu, họ sẽ tắt máy đó. Dậy đi và mình hứa không thí nghiệm lên anh lần nào nữa. Có ánh sáng ở cuối đường hầm. Cố lên Ani. Anu, anh ổn chứ? Anu, anh bị chấn thương nghiêm trọng nên các bác sĩ đã thực hiện vài phẫu thuật. Cơ thể anh vẫn ổn, nhưng có một vấn đề ở đây. Giờ ta cần một người không có giấy phép từ tính, và anh sẽ phải du hành thời gian để tìm ra. Đây là người anh cần tìm. Chờ đã, người ta không cần quần áo của anh. Anh ấy cần trợ giúp. Đấy là lý do anh sẽ du hành tới năm 2050. Ôi không, đây không phải là viễn cảnh tươi sáng mà con người luôn nghĩ. Thay vào đó, năm 2050, trái đất chịu hậu quả từ nóng lên toàn cầu. Dân số thế giới vượt ngưỡng 10 tỷ người. Sự quá tải dân số này đã gây ra sự thiếu nước sạch trầm trọng. Và các thế lực lao vào tranh giành nhau lon Pepsi cuối cùng. Thôi được rồi, trở lại nhiệm vụ. Năm 2050, tất cả mọi người đều có giấy phép từ tính. Và bởi các máy móc thù địch có thể nhận dạng cảm biến từ xa tới 10 km. Anu, anh sẽ là người an toàn nhất và không thể bị tấn công ở 2050. Anh là người sẽ giúp thay đổi cục diện cuộc chiến. Các chiến binh tập hợp. Thế rồi, Anu, kẻ thù được báo là xuất hiện tại phía bắc. Tuy nhiên, con đường đã bị chặn bởi các súng bắn điện. Thay vì bắn đạn, chúng phóng ra các xung điện mạnh với vận tốc lên đến 7.000 km/h. Chúng ta phải tìm hầm trú ẩn. Nhanh nào, mau xuống đường hầm. Anh thoát khỏi họng súng rồi Anu. Nhưng có vấn đề khác đây. Bọn máy móc dò tìm. À, đừng lo Anu. Nhớ này, bọn lơ lửng này không nhận diện được anh đâu. Anh chỉ cần đi nhanh qua chúng nó rồi rút điện thôi. Tốt lắm Anu. Tương lai chắc chắn phải trông cậy vào người như anh. Tiến lên bạn tôi ơi. Sắp thành công rồi. Đến lúc lên bề mặt rồi. Anu, nhiều kẻ thù xung quanh quá. Mặc giáp máy vào ngay. Có bộ giáp này, anh sẽ trở thành một chiến binh siêu phàm. Đi mãi không mệt. Tất cả các hoạt động thể chất sẽ trở nên dễ dàng gấp 20 lần so với trước đây. Anh làm bất khả chiến bại, Anu. Giờ anh chỉ cần tìm cách điều khiển nó. Ôi không Anu, anh vừa mới giết chết chính mình ở tương lai. Ok, ta không có thời giờ để đau buồn. Kẻ thù đang tới. Anh có tia phun lửa, bắn nó đi. Oh yeah, ai mà nghĩ được ngày này lại xảy ra ở Hollywood cơ chứ. Anu, coi chừng, có tên lửa. Anh đang đi chơi công viên giải trí hả? Có vẻ như món bánh burrito này làm anh nghẹn. Nhanh, uống gì đó mau. Chờ đã Anu. Chú biết được có thứ gì trong tiệm phép thuật. Chà, có vẻ vấn đề với đồ ăn Mexico của anh được giải quyết rồi đấy. Đi chơi tiếp nào. Hàng dài quá thể. Chắc anh sẽ phải chờ hơi lâu đấy. Hoặc là Anu, làm thế này không tốt à nha. Có vẻ bà lão già cả này cần được anh nhường đấy. Cẩn thận Anu. Anh biết đấy Anu. Tôi chuẩn bị đến nhà tang lễ để nói lời cuối với anh đây. Ôi chúa ơi, anh còn sống ư? Không, đúng hơn là anh sống lại. Có vẻ là do thứ nước anh đã uống trước kia.
Giờ anh bất tử rồi. Chúc mừng anh Anu. Giờ anh là sinh vật sống lâu nhất quả đất này đấy. Cơ thể của anh có thể tái tạo. Và cụm từ tế bào lão hóa nghe chỉ như trò đùa với anh. Chà, anh định dùng sức mạnh bất tử kiểu gì đây? Có rồi, băng qua đường ngay đèn đỏ, sàm sỡ bất kỳ cô gái nào, thắng luôn cả cuộc thi cosplay Kenny Mark Comic nữa. Nhảm nhí quá. Anh có vô số năm nữa để sống và anh phí hoài chúng vào những chuyện này ư? Anu, dù sao thì anh có thể học tất cả mọi thứ trên thế giới, bất kỳ môn võ nào, hay thậm chí đi khám phá những ngân hà mới. Anu, có lẽ nên dừng việc lãng phí thời gian lại đi. Ok, vậy là 200 năm tới anh chỉ ngồi và xem bằng hết số phim trên Netflix hả? Tôi thấy anh bắt đầu chán rồi. Nhà của anh thì bắt đầu sụp đổ. Thế mà anh vẫn trẻ măng. Một trong những điều xấu của việc bất tử là phải chứng kiến người anh yêu lần lượt chết đi. Nhân tiện thì thế giới xung quanh đang thay đổi chóng mặt. Chỉ có mỗi anh là thụt lại đằng sau. Anh sẽ cảm thấy lạc loài trong xã hội. Mọi thứ từng rất quan trọng với anh đang dần dần biến mất. Theo thời gian sẽ chẳng còn gì làm anh vui hay làm anh ngạc nhiên nữa, vì anh đã chứng kiến tất cả chúng rồi. Anh sẽ rơi vào trầm cảm vô tận. Xin lỗi bạn ơi, nhưng không ích gì đâu. Dừng lại đi Anu, anh bất tử cơ mà. Anu, đi xem phim nào. Tàu vũ trụ của Elon Musk vừa nổ tung. Một thất bại khác sau màn ra mắt thảm họa của xe điện Cybertruck. Anh ta thực sự muốn xâm chiếm sao Hỏa. Elon Musk đã thành công hút cạn nước ở con người rồi nén họ thành các viên nang. Nhìn đi, cơ chế hoạt động giống như mì ăn liền, chỉ cần thêm nước. Tàu vũ trụ đã mang theo 67,5 tỷ viên nang. Như vậy dân số hiện tại trên trái đất sẽ tăng thêm 10 lần. Nhưng anh không cần lo. Mặc dù thực ra anh cũng nên lo dần đi là vừa. Số lượng người quá tải nên không có đủ phương tiện di chuyển. Thôi đi bộ cho nhanh. Trung bình một ngày một người thải 0,75kg rác ra môi trường. Như vậy sẽ có khoảng hơn 200.000 tỷ tấn rác mỗi năm. Một con số đủ để lấp đầy 99 hẻm núi Grand Creons. Các nhà máy điện mọc lên ở khắp nơi. Vì 75 tỷ người sẽ tiêu thụ khoảng 125 tỷ kW điện mỗi ngày. Lượng điện năng này đủ để sạc 8.000 tỷ chiếc iPhone. Nhưng cũng đồng thời thải ra một lượng khí CO2 khổng lồ ra bầu khí quyển. Anh không cần phải là thiên tài để nhận ra được sự nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Chỗ ở trở nên khan hiếm, nên đây là các bạn cùng phòng mới của anh. Toàn đàn ông. Sinh con bị pháp luật nghiêm cấm với mức xử phạt là tử hình. Thế giới này đương nhiên không cần thêm một bé Anu con chạy long quang đâu. Dù sao thì anh cũng không may mắn với phụ nữ. Mà anh có đói không? Muốn ăn món gì nào? Đồ ăn bây giờ đều được tổng hợp rồi tái chế. Anh vừa nếm thử một miếng giấy vệ sinh tái chế. Tôi đặc biệt nấu cho anh đấy. Đúng là không biết thưởng thức. Bỏ đi, tối nay anh sẽ phải ngủ tại góc này. Do lượng khí CO2 tăng, toàn bộ băng đã tan, nhấn chìm 35% đất liền. Vì nhu cầu lương thực của con người nên chỉ có chưa tới 1% diện tích đất được sử dụng làm nhà ở. Giờ đây, chỉ người giàu mới có điều kiện duỗi thẳng chân lúc ngủ. Ôi Anu, thật ghen tị với người thấp như anh. Hãy ngồi dậy và xem một bộ phim trên Slowflix nào. Quên mất, để dùng Internet, anh phải lấy số và xếp hàng. Anh là người thứ 1250. Vì dân số bùng nổ nên tốc độ Internet đã giảm tận 99,5%. Anh định đi đâu vậy? Nghĩa trang 20 tầng chỉ dành cho các triệu phú. Phần còn lại của dân số được chôn ở bất kỳ mảnh đất nào miễn phí. Xếp đồ đi. Elon Musk đã cho đóng một con tàu từ rác thải biển và nó sẽ đưa anh tới Las Vegas dưới nước. Các thành phố bây giờ đều được xây ở độ sâu 9.000 mét. Này Deep Nope, dừng diễn như là vua của các quái vật nữa đi.
Tôn trọng chút đi, Ano. Cậu và Tinh Tinh có cùng tổ tiên đấy. Chúng mình tách ra khỏi họ từ 7 triệu năm trước rồi. Cuộc sống ở trong rừng và đồng thời cả đồng bằng rộng mở giúp mình phát triển đi bằng hai chi và tư thế đứng thẳng. Điều này sẽ dẫn tới rảnh tay cho việc dùng công cụ và các hoạt động hữu ích khác như là nhóm lửa. Ăn chín giúp đóng góp cho việc tiêu hóa tốt hơn và nhanh hơn. Điều này cùng với vài thứ khác nữa giúp chúng ta phát triển to lớn hơn và não thông minh hơn. Đúng, Ani, khó để tin, nhưng sự tiến triển của tiến hóa vẫn còn tiếp diễn. Ví dụ như, bởi vì chúng ta bắt đầu nấu chín trước khi ăn, bộ hàm đã thu hẹp lại và răng khôn đã dừng phát triển trong tổng số 20% dân số nhân loại. Thêm vào đó, cùng với việc phát triển chất lượng thức ăn, chiều cao trung bình của người tinh khôn đã tăng thêm 10cm. Nhưng, lại nữa, cân nặng của cậu cũng vậy. Tuy nhiên, với người hiện đại, thứ họ coi trọng không phải cơ thể thay đổi, mà là công nghệ. Nó cho phép chúng ta đi loanh quanh trong khi ngồi, bay lên, và thậm chí uống cốc bia mát lạnh mà không cần ra khỏi ghế tựa. Cái gì sẽ xảy ra tiếp? Wow, nhìn xem. Có vẻ như các nhà khoa học đã tạo ra một siêu máy tính có thể dự đoán được tương lai. Và nó có điều nhắn gửi cho chúng ta. Nghe nhé. Trong vòng 100 năm qua, số người sống trên hành tinh đã tăng gấp 4. Cùng lúc đó, nhân loại đã phá hủy 80% của tổng số sinh vật. Và ô nhiễm môi trường đã dẫn đến biến đổi khí hậu không thể thay đổi được. Chính vì vậy, trong tương lai, vì nóng lên toàn cầu, cơ thể ta sẽ dài ra, màu da sẽ sậm hơn và tai của ta sẽ lớn hơn để tăng khả năng tỏa nhiệt. Wow, Anu, bạn nhìn giống hàng xóm ghê, Henry. Nhưng thực tế là trong 150.000 năm qua, não của con người tinh khôn đã thu nhỏ lại 200g và vẫn tiếp tục nhỏ lại. Cuộc sống thoải mái hơn dẫn đến không hoạt động và rồi thoái hóa. Người tinh khôn sẽ mất trí thông minh mãi mãi. Chỗ rau quả này, vừa to vừa đẹp. Này, đừng có ăn trong cửa hàng. Chỗ rau đó đều là thực phẩm GMO đó. Chúng là đồ biến đổi gen. Quả cà chua này có gen của một con tằm đấy. Và dưa chuột hàng ngày chúng ta ăn cũng có 40% độ tương đồng với gen của người. Nhưng đừng lo, thực phẩm GMO vô hại. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy. Chúng ta hãy biến đổi gen anh, Ano. Việc làm thí nghiệm lên người là phạm pháp đó. Nhưng vào năm 2018, đã có hai đứa trẻ biến đổi gen được sinh ra ở Trung Quốc. Họ đã sửa gen để chúng miễn nhiễm HIV. Ta đang trong phòng thí nghiệm tối mật của Lầu Năm Góc. Đây là chỗ họ sản xuất binh lính GMO. CRISPR-Cas9 là công nghệ mới, cho phép cấy ghép ADN của sinh vật này vào sinh vật khác. Một con cá bình thường cấy vào gen từ một con sứa phát quang. Thế là nó có thể phát sáng giống con sứa. Giờ nó là cá phát quang. Người ta biến đổi gen rau củ để bảo quản dễ hơn và ăn ngon hơn. Anh muốn cao hơn không? Ta có thể cấy gen của Michael Jordan vào. Sau đó bỏ cái gen toát mồ hôi ở anh đi. Anh suốt ngày chảy mồ hôi thôi. Ta-da! Ano phiên bản 2. Một cuộc sống mới bắt đầu. Hết toát mồ hôi rồi thì lên xe buýt người ta mới dám ngồi cạnh anh. Và cụ bà nhà bên cũng không còn gọi anh là đồ trai ế tóc đỏ người một màu nữa. Giờ chỉ gọi là trai ế đầu đỏ được thôi. Thế đó, kỹ thuật gen không quá hoàn hảo nhưng khá hứa hẹn. Những đứa trẻ biến đổi gen sẽ ra đời sớm thôi. Thậm chí ta có thể bỏ cái gen hung hãn ra khỏi các tù nhân. Một kỷ nguyên mới sẽ bắt đầu. Mưa đẹp đấy Ano 2.0 ạ. Hey, có chuyện gì thế? Ano, anh đang trộm đống ống tiêm đó từ phòng thí nghiệm. Cái gì? Anh muốn tiêm hết gen của quả dâu vào người để thơm hơn ư? Rồi gen của con chó Corgi để có đào đẹp. Đừng thế chứ Ano. Thôi ngay. Oh yeah, chú ơi, anh đã làm gì vậy? Tôi sai rồi, kỹ thuật gen quá nguy hiểm. Không chỉ với anh mà còn nguy hại cho cả thành phố này nữa. Thank you.
Cha mà ơi,